Ông trẻ tuổi tin xuống tay dã man với cô cháu họ sinh mơn mởn. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sư tử tù Giang Hồ người nổi tiếng. Cô gái không mặc gì nằm trên nền nhà, hai tay giữ chặt chiếc áo bị kéo tuột. Đó là hiện trường của vụ án liên quan đến ông trẻ tuổi tin xuống tay dã man với cô cháu họ sinh mơn mởn. Mời các bạn cùng PKT lật lại vụ án mạng này để khám phá những tình tiết giận người mà kẻ thù ác đã gây ra. Trong video này chúng tôi xin phép sẽ thay tên một số nhân vật để không gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc, giúp sự ra đi của các nạn nhân có thêm ý nghĩa là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người. Thiếu nữ ngoan hiền nhưng đoản mệnh. Vụ án ông trẻ sát hại cô cháu gái tuổi trăng tròn khiến cho dư luận cả nước không khỏi xót xa. Hung thủ được xác định là người trong họ với nạn nhân và điều đáng kinh ngạc hơn là hung thủ lẫn nạn nhân mới chỉ ở độ tuổi trăng tròn. Mùa hè mùa hoa phượng nở cũng là lúc người học tạm thời rời xa những trang sách vở Y đã nghĩ rằng kỳ nghỉ hè năm 2022 lại là kỳ nghỉ hè cuối cùng của Thảo Thị Thảo. Thảo đã bỏ lại mãi mãi thầy cô, bạn bè và người thân để chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Tại một vùng núi giáp biên thuộc tỉnh Sơn La luôn yên bình lặng lẽ. Xưa nay không chút xáo động, ấy vậy mà giữa năm 2022, bản Bắc Bẻ B như muốn rung chấn vì sự việc đau lòng xảy đến với cộng đồng dân tộc nơi đây. Tiếc thương hơn cả là nạn nhân và hung thủ đều là người trong nhà, theo như thông tin điều tra Thảo A Lệnh, dù còn chưa đến lứa tuổi trăng tròn đã nhẫn tâm sát hại cháu gái cùng họ của mình. Gọi là cháu gái nhưng thực chất nạn nhân hơn Thảo tới 2 năm và khi xuống tay với nạn nhân, Thảo còn chưa tròn tuổi trăng rằm. Nhưng người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, Thảo Á Lệnh đã sớm bộc lộ ra tính liều lĩnh, dã man của mình. Y đã đột nhập vào phòng ngủ của Thảo để làm chuyện người lớn. Trong lúc hai bên rằng co, dù nạn nhân có van xin lệnh nhưng trong phút mất nhân tính Lệnh đã không cho nạn nhân có cơ hội được sống tiếp Theo lời kể của bố nạn nhân Anh Hoa Khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022 Em dâu tôi gọi điện thông báo cháu Thảo mất rồi Nghe tin vợ chồng tôi như rụng rời chân tay Vội vàng xin công ty nghỉ việc để về quê Đó là sự hồi tưởng lại của anh Hoa bố nạn nhân Thảo Thị Thảo Theo đó nạn nhân có lý lịch như sau Họ tên Thảo Thị Thảo, sinh năm 2006, quê quán bản Bắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trong ngôi nhà gỗ truyền thống của dân tộc Mông, của gia đình Thảo không có gì đáng giá. Trên nền đất chỉ thấy ngổn ngang những bao ngô mới thu hoạch. Nhìn lên bàn thờ con gái, anh Thảo A Hoa sinh năm 1986, bố của Thảo vẫn chưa hết đau đớn bởi sự việc xảy ra. Còn mẹ Thảo thì suy sụp khóc nghẹn không thành lời, thời điểm trước khi xảy ra án mạng thương tâm, khiến dư luận cả nước xót xa. Thảo Thị Thảo vừa hoàn thành chương trình học lớp 10 tại trường trung học phổ thông Gia Phù, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La. Thảo ra đi oan ức để lại ước mơ còn dang dở. Ước mơ. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có. Càng ở độ tuổi trẻ, ước mơ càng đẹp, sinh động hơn cả. Cô gái trẻ Thảo Thị Thảo cũng vậy. Dù ở một bản miền núi xa xôi, nơi cái ăn còn chưa đủ nói gì đến việc học, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, trong suốt hơn 10 năm học, Thảo luôn là học sinh khá giỏi của lớp. Cũng chính bởi luôn cố gắng học tập mà Thảo đã ước mơ khi học xong sẽ phấn đấu để trở thành một giáo viên. Hơn ai hết Thảo hiểu rõ và biết những khó khăn nơi Thảo đang sống. Thảo muốn mang con chữ tri thức để thắp sáng cho bà làng vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình ấy vậy, ước mơ trở thành giáo viên cắm bản của Thảo giờ đây đã trở thành một giấc mơ chưa thành mà Thảo đã phải lìa xa khỏi cõi đời trong sự tức tưởi. Cùng với đó, nỗi đau đớn của người thân và sự tiếc nuối của xã hội dành cho cô gái trẻ mới bước vào tuổi trăng rằm. Nhân nghỉ hè, Thảo ở nhà lo cơm nước, nhà cửa để người anh yên tâm đi dẫy. Với đặc thù công việc, có khi anh Thảo đi tận 2-3 ngày mới trở về nhà một lần. Đây là điểm mấu chốt kích thích thú tính bên trong con người hung thủ, được biết gia đình anh Hoa bố nạn nhân cùng vợ sinh được ba người con. Con gái đầu đã đi lấy chồng, còn Thảo là con út. Do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng anh phải để các con ở nhà tự chăm sóc nhau để xuống Hưng Yên làm công nhân. Mỗi năm chỉ về vài lần vào dịp Tết hoặc có việc quan trọng. Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng với đứa con gái út, anh chị cũng không ở nhà. Câu chuyện của gia đình anh Hoa, ai nghe cũng xúc động xót thương. Vì đói nghèo nhưng vẫn muốn con cái được học hành tử tế, vợ chồng anh Hoa buộc phải để các con ở nhà tự chăm sóc nhau và nhờ họ hàng trông nom để xuống tỉnh Hưng Yên làm công nhân. Mang tiếng là đi làm ăn xa nhưng vợ chồng anh Hoa chẳng làm được bao nhiêu tiền. Cũng chính bởi không biết chữ, không có bằng cấp, nên hai vợ chồng anh Hoa phải làm trong công việc môi trường độc hại 12 tiếng mỗi ngày. Nhưng cuối tháng nhận được mức lương chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có bảo hiểm không có hỗ trợ những ngày ốm đau, nghỉ lễ hay thăm hỏi mỗi khi gia đình có việc. Biết gia đình khó khăn nên Thảo Thị Thảo rất chăm ngoan. Vậy nhưng nữ sinh hiền lành ngoan ngoãn lại yểu mệnh. Thảo Thị Thảo đã ra đi đầy đau đớn, lỡ hẹn với tương lai ở phía trước. Quá trình truy bắt hung thủ sau vụ án, ông Thảo Ali, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, dạng sáng ngày 24 tháng 7, ông nội sang gọi Thảo đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở đi vào thì thấy cháu đã tử vong theo vị lãnh đạo gia đình cháu thảo thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh gia đình rất khó khăn đêm xảy ra sự việc bố mẹ thảo vẫn đi làm ở hưng yên anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội sau đó ngủ lại nên chỉ có một mình thảo ở nhà sau khi nhận được tin báo công an xã suối tọ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện phủ yên và công an tỉnh sơn la để điều tra làm rõ vụ án Cùng với đó, kết hợp với công an để hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm pháp y đối với Thảo, sau đó bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Căn cứ và những dấu vết có tại hiện trường, lực lượng công an đã cho kiểm tra tất cả các trường hợp khả nghi sinh sống trên địa bàn bản Bắc Bẻ B. Trong quá trình này, cơ quan công an phát hiện trên người Thảo An Lành có nhiều vết xước còn khá mới, nên đã đưa đối tượng này vào diện nghi vấn theo dõi. Lực lượng chức năng sau đó cho xét nghiệm dấu vết để lại tại hiện trường thì thấy trùng khớp với mẫu của Thảo A Lệnh. Theo đó, hung thủ được xác định họ tên Thảo A Lệnh sinh năm 2008, quê quán bản Bắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Được biết Thảo A Lệnh và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Xét về vai vế, dù nhiều tuổi hơn nhưng nạn nhân phải gọi Lệnh là ông. Đối tượng Lệnh không đi học và hàng ngày chỉ làm những công việc bình thường ở nhà. Mặc dù không thuộc diện quản lý của địa phương về bệnh tâm thần, nhưng lành thường bỏ nhà đi lang thang sau đó lại trở về. Trong quá trình điều tra, công an xác định sự việc được diễn ra như sau. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2022, tại bản Bắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, Thảo An Lành được cho là đã thực hiện hành vi sát hại người sau đó có hành vi đồi bại với nạn nhân là chị Thảo Thị Thảo. Theo như báo cáo ban đầu, Thảo An Lành lợi dụng lúc trời tối đã lẻn vào nhà nơi Thảo Thị Thảo sinh sống với ý định làm chuyện người lớn với nạn nhân. Lành đã dùng tay khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự nên cả hai từ trên giường rơi xuống đất. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để tác động khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại, Lành tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại, hả hê trên cô cháu gái xinh mơn mởn. Lành lạnh lùng rời khỏi hiện trường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Để thuận lợi trong quá trình lẩn trốn, Thảo An Lành đã tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe gắn máy 26D1357XX của anh Thảo A Pua trú cùng bản để trốn khỏi địa phương. Sau khoảng một tuần kể từ khi gây ra án mạng với nạn nhân là chị Thảo Thị Thảo, đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, khoảng một tuần sau khi xảy ra vụ án khi lành đang lẩn trốn tại tiểu khu 6 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thì bị tổ công tác công an huyện Mai Sơn phát hiện bắt giữ. Bản án nào cho ông trẻ Thảo A Lệnh? Theo như lời kể của bốn nạn nhân, gia đình Thảo An Lệnh, nghi phạm sát hại Thảo Thị Thảo có họ hàng với gia đình mình. Hoa gọi Lệnh bằng chú do em trai của ông nội anh không có con nên đã nhận đối tượng Thảo An Lệnh làm con nuôi từ khi hắn còn nhỏ. Bốn nạn nhân xót xa, ngay từ thơ bé, Lệnh vẫn thường hay sang nhà chơi cùng các con của anh Hoa. Tuy khác biệt về vai vế nhưng vợ chồng anh Hoa vẫn thường yêu đùm bọc Lệnh. Nào ngờ đâu, hắn lại nỡ tay tàn độc với con gái tội thế. Người bố khốn khổ cũng cho biết hôm xảy ra sự việc, người con trai thứ hai của vợ chồng anh đi làm nương, do về muộn nên ngủ lại luôn ở nhà ông nội, nên chỉ có mình em Thảo ở nhà. Đến sáng hôm sau khi ông nội sang gọi Thảo để cùng lên nương thì tá hỏa khi phát hiện em Thảo đã tử vong. Như vậy, nếu tính về vai vế, Thảo An Lành là ông trong họ của nạn nhân. Đáng buồn thay người ông trẻ này lại đánh rơi mất lương tâm của mình hai lệnh cũng là nạn nhân của cuộc sống sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ đã biến hắn thành một kẻ sát nhân khi tuổi đời còn quá trẻ theo đó lợi dụng lúc nhá nhem thảo a lệnh đã lẻn vào nhà thảo sau khi sung sướng trên người nạn nhân xong hắn rời hiện trường bỏ trốn lúc này thảo đã tử vong vụ sát hại của thảo a lệnh không chỉ khiến cho xã hội phẫn nộ với một tên hung thủ tuổi đời còn non trẻ chắc hẳn khi gây án xong chính bản thân thảo a lệnh cũng không ý thức hết được hành vi của mình ở đây chúng tôi xin dẫn lại lời của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đã nói về hành vi sát hại người sau đó thực hiện hành vi đối bại với nạn nhân. Rất có thể Thảo A Lệnh sẽ bị áp dụng mức án từ không quá 12 năm thủ giam, do trong quá trình gây án hung thủ còn rất trẻ tuổi. Với nhiều người, mức án mà Thảo A Lệnh nhận có thể không thực sự đủ sức gian đe, nhưng phải chăng pháp luật đang khoan hồng với lứa tuổi như lệnh. Lứa tuổi mà ở đó, cả việc phát triển thể chất lẫn tinh thần của hung thủ còn chưa hoàn thiện. Vụ việc này thực sự là bài học cho phụ huynh của mọi gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể trong việc quản lý và giáo dục con người. Nhận thức lệch lạc thiếu sự quan tâm chăm sóc giáo dục của cha mẹ thì rất dễ có những suy nghĩ hành động tiêu cực, trong đó có thể thực hiện hành vi phạm tội. Đến thời điểm hiện tại, vụ án liên quan đến Thảo A Lệnh chưa được báo chí nhắc đến hoặc có thể vụ án chưa được đưa ra xét xử sau hơn 2 năm. Chúng tôi tin đối với lệnh thời gian hắn ăn cơm chính phủ ngủ có người canh và bị nhốt trong bốn bức tường. Lành sẽ hiểu rõ nhất giá trị của tự do. Vụ án do Thảo A Lành nhìn ở mức độ gia đình đó là sự mất mát, thương tiếc, không sao bù đắp được. Ngoài phạm vi đó, vụ án dấy lên một hồi chuông cảnh báo về giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở những khu vực vùng cao, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Thảo An Lành mới chỉ là phần nổi của tảng băng tội ác Hy vọng rằng sự ra đi của những nạn nhân xấu số sẽ thức tỉnh được nhân tính của những kẻ đang có ý định liều lĩnh để sự mất mát đó không trở thành những điều bị lãng quên. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.